Nhiều người dân đã trả khoản khoảng 7 giây, khoản khoảng 11 giây. Nghe đi. Nhiều người. Hãy subscribe cho Alo. Vâng, chắc đến với trận đấu chung kết trong xe đấu thứ hai. Vâng, phải nói trận đấu này chung kết là một đoạn quân gần chặt luôn. Vâng, bên mình là Panfo, bên kia là Phoenician và Persian. Vâng, thực sự với bài đấu của Pamran đối đầu với Persian thì không hề ngán. Còn theo mặt về đánh giá của mình, đánh lâu dài, Persian sẽ là những đơn vị quân vâng rất dễ dàng sẽ bị mất timeline. Vâng, đối đầu với những con lạc đà của Pamran như quân khác thì dường như nông dân của vâng nông dân của Persian không có cửa chạy rồi, và chất lượng lạc đà mình là có những con lạc đà nó cơ động hơn. Vâng, trong thi đấu này về đánh thì mình vẫn thấy có một chút ưu thế, vâng vẫn là nhỉnh hơn cho đối thủ bên phía Hà Nam. Còn thời điểm đầu tiên về hệ ép đợi cũng như là hệ châu quân thì đều là cân thôi. Alo. Vâng, đang quay trở lại với diễn biến trong trận thi đấu thứ 5 này, trận đấu chung kết. Vâng, sorry anh em, thời điểm đầu tiên vừa rồi có vài phút và mình không thể bình luận được, và chúng ta quay trở lại với máy. Vâng, đây là bài đấu của Phoenician rồi, và chuyển sang bài đấu của Pamran trong tay Hoàng Mai Nhi. Bài đánh với 18 dân. Vâng, 18 dân và có tình huống lên đời rất sớm trong chín. Thank you.
Đấu tăng quay trở lại với diễn biến trong trận đấu này khi mà thời điểm mà Hoàng Minh Nhi với bài đấu của con giò người cầm bàn, một con giò đầy đủ công nghệ đã bắt đầu đẩy chéo cánh. Vâng, xem tình huống đẩy chéo cánh cho Tý, đẩy cánh bên kia Tý có thể khỏe với bài đấu của người cầm phô Đê Xe. Vâng, gặp chấm những chấm màu ba. Vâng, tôi vừa thấy một chấm màu ba xuất hiện giữa bản đồ, không biết đây là cái giếng hay là con vâng gọi là cái giếng chăng. Như là vài đấu mà đi dò mặt này vẫn chưa phát hiện ra thế bài của các cầu thủ bên phía BB Club. Và trong mạng 9 giờ này liệu rằng có địch không? Vâng, và trong mạng khoảng 8 giờ đó chính là một thế bài người cầm màu 4 BB, người cầm 4 Dexian. Và chúng ta chờ đợi xem liệu rằng con giò của Hoàng Nhi đi qua thế bài của đội bạn có một thế bài khung không, ăn được một dần. Làm thì rất thơ nông dân và có lẽ là bốn nông dân này sẽ phải nằm thôi. Một con giò để đủ công giáp thì hơi khó để năm nông dân có thể chơi. BB cũng khá đầu tư có thể giữ được hai dân trong tuần thi đấu này. Đây là khoanh ruộng, một khoanh ruộng chưa bao bế và con lạc đà chuẩn bị tới nơi. Tơn này con giò đứng bịt lỗ châu mai và có thể cho con lạc đà đút vào đây được. Chắc chắn BB sẽ là người nằm tiếp tục năm dân đứng bên ngoài. Giữ giò và chỉ cần để những con lạc đà phay thôi. Tờ này có lẽ là mặc kệ con tê để đi ăn dân cũng được. Phonesian thời điểm đầu tiên chết khoảng 6 dân. Vâng, ít nhất là 6 dân của BB đã nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Vâng, tiếp tục thả bãi gỗ đây là một trận đấu mà bài đánh của Phonesian cũng là một bài đấu không đẹp. Vâng, những cánh rừng dừa. Vâng, sự cơ động đến từ những con lạc đà của Pamiran và nông dân mình là chưa có lực để có thể đánh xe. Vâng, kịp tơn thi đấu này. Vâng, chắc chắn là kịp rồi. Vâng, Titi là Persian đang tình huống tạt chéo và đây sẽ là thời cơ để Tý có thể phát triển khỏe mạnh ra. Đây là máy của Tý ở không. Vâng, tơn lạc đà thứ hai của Titi đang chăn dắt là nông dân đứng bên ngoài. Người dường như đây là trận thi đấu mà sẽ đẩy về một thế và hai Phonesian đều là những bài yếu thì phải. Vâng, quay trở lại với cánh này của Hoàng Nhi mà anh đang chém rất ưu với nhà người cầm Phonesian. Vâng, tiếp tục chơi vào một khoanh gỗ của người cầm Phonesian rồi. Vâng, chơi tiếp tục là bãi gỗ. Vâng, chơi một bãi gỗ dành cho người cầm phô. Đây là một trận đấu mà cũng chỉ là ba nhà bia của người cầm phô nên xem là thừa sức những con lạc đà này mình có thể đi. Những con lạc đà Parmesan đi đi cũng được, thực sự chất lượng rồi. Tiếp tục chơi vào khoanh gỗ nữa. Vâng, liên tục là ăn được khoanh gỗ của người cầm phô nên xem. Vâng, chưa được tới thi đấu vừa rồi. Một tình huống vẩy khá nhanh tay. Như lại Phonesian của BB đã bắt đầu đẩy tấn công đầu tiên chơi vào bãi vàng của mình. Vâng, đang bị bắn vào bãi vàng đến từ bài đấu của người cầm Pamran. Vâng, giờ mình mất khoảng 3-4 dân vàng. Hơi nhức nhối trong tình huống này. Lọt vào rộ chính của BB. Vâng, chắc chắn là đọt được với tốc độ áp sát của những con lạc đá Pamran thì dường như không có cửa để cho nên BB có thể kịp thời giật dân vào vầy e. Vâng, liệu rằng anh có dành một chút thực lực lên bánh xe hay không? Vâng, về mặt bên này thì mình đang có những sát thương rất tốt đến từ bài đấu của người cầm Phonesian, nhưng quan trọng mình cần phải giữ dân. Với bài đấu của Pamran là thực sự là quan trọng với thằng nông dân. Vâng, nông dân mà mình mất thì rất khó hồi. Vâng, nông dân mất thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ không làm thực được điều. Vâng, không làm thực được điều thì sóc lạc đà cũng đã hết lực rồi, không thể hồi lại được. Tham lai là 10, vâng, thằng thủ xuống là 9 của Hoàng Minh Nhi và đây là máy Tý nào, tham lai 31. Vâng, có lẽ thời điểm này chúng ta sẽ xem máy Tý thôi. Thời điểm đầu tiên Hoàng Minh Nhi đã chém rất tốt làm yếu nhà người cầm phô rồi. Và Pamran bên mình cũng đang là những tình huống dần bị tụt tham. Vâng, Persian tạm thời đang đẩy vào thế hai chém sẽ yếu. Vâng, hai chém sẽ yếu và đẩy vào thế Phonesian sẽ cân với nhau. Vâng, liệu rằng có thể bắt được tơn thi đấu này không? Vâng, đây là bài đấu mà có thể thấy chắc chắn là nhà người cầm Phonesian trong tay màu 4 BB không thể khỏe nhà Tý được. Nhưng mà thời điểm đầu tiên thì lạc đà Pamran trong tay Hoàng Nhi đã ăn được ít nhất là 10 dân rồi, hơn chục dân. Persian đang có số lượng đồng dân đứng lẻ đây, còn nằm xuống hoàn toàn. Hoàng Nhi đang có những đơn vị tê. Vâng, đây dường như là nông dân gần cuối cùng của người cầm Persian, bắt nốt 5-3 nông dân này và hai con lạc đà. Vâng, liệu rằng cánh bên kia những con phủ của Hoàng Nhi có lấy được con lạc đà nào về chơi không? Đây là máy của Pamiran. Vâng, điều rằng có lấy một con để chơi không? Lạc đà Persian.
một loại lạc đà xịn đấy. Đây là máy của người cầm vàng với tham lai là 10 của Hoàng Mai Nhi. Tần vẩy e rỉa rói rất khó chịu đến từ Vivi. Và quay trở lại với cái máy này của Tí nào. Đây là một tình huống mà tham lai của Tí. Và thiết kế một chiếc nhà BS vào cái mẻm rừng kia. Một chiếc nhà BS cũng chưa thực sự đẹp nhưng thời điểm này có lẽ là ăn được cánh rừng nào. Và một bà đang có tình huống quản khá gắt. Và đây là một tình huống vâng, liệu rằng có phải đi lỗi quân không? Vâng, chính xác, trận thi đấu vừa rồi là một tình huống đi lỗi quân. Tôi tưởng BB đang rún vào tạo thế. Và tôi không nghĩ trận thi đấu này, thời điểm này số lượng cung rượt của BB đông hơn đâu. Nhưng sau vài phút vừa rồi là bài đấu mà Tí không sắp đều quân. Alo. Rồi ta quay trở lại diễn biến trong trận đấu chung kết này. Đây là bài đánh của người cầm phone Asian với tham lai bài 5 của Tí. Rồi đây là bài đấu mà tham lai của Tí, một thế bài xấu, vâng, rất khó thủ. Một thế trận thế nhà rất xấu dành cho người cầm phone Asian. Ôi không, BB là một tham lai quá to. Vâng, phải nói đây trận thi đấu mà thế bài của người cầm phone Asian bên mình là rất khó thủ. Vâng, toàn bộ những cơ sở bên mình đều là những cơn hở toang giữa mặt. Vâng, giữa trời đất bao la rồi.